Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Bà xã thông báo nghệ sĩ nhân dân công lý bị ngã, sức khỏe hiện tại ra sao? Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân công lý khiến khán giả lo lắng. Mới đây trên trang cá nhân, Ngọc Hà, bà xã nghệ sĩ nhân dân công lý, bất ngờ tiết lộ chồng vừa bị ngã trong nhà tắm khi cô không có nhà. Về đến nhà, nhìn thấy cảnh tượng trên Ngọc Hà sững sờ đến lặng người. Bà xã nghệ sĩ nhân dân công lý bất ngờ tiết lộ chồng vừa bị ngã trong nhà tắm khi cô không có nhà. Ngọc Hà cho biết, chiều tối xuống nhà em gái lấy cơm lên, lúc về mở cửa không thấy em bé Lý đâu. Mở phòng vào thì đang ngã trong nhà tắm, chảy máu ở tay, đang loay hoay đứng lên. Nhìn thấy cảnh tượng này, mình chết lặng lại. Giờ em bé buồn, không ăn cơm, mình cũng héo hon Sự việc trên khiến người hâm mộ đứng ngồi không yên. Ai cũng lo lắng cho tình hình sức khỏe của nam nghệ sĩ, bà xã nghệ sĩ nhân dân công lý tiết lộ thêm, bị xước hết tay, giờ đang nằm nghỉ, buồn không ăn cơm. Phía dưới bài viết khán giả để lại nhiều bình luận như Ôi thương bác Lý quá, bác ngã vậy lại bị tâm lý đấy à, bác động viên bác Lý cố lên bác nhé. Chúc anh Lý mong khỏe, được như thế này là cả sự cố gắng rồi, thương em Hà ghê, cố gắng lên nha. Thương quá, may mà chỉ bị xước ngoài da thôi, cẩn thận nha anh ơi tình hình sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân công lý khiến khán giả lo lắng điều đáng mừng là nghệ sĩ nhân dân công lý đã có thể tự đi lại và dần trở lại với các dự án nghệ thuật hiện tại sau một thời gian điều trị sức khỏe của nghệ sĩ nhân dân công lý đã tốt hơn trước rất nhiều trong thời gian nghệ sĩ nhân dân công lý điều trị bệnh ngọc hà liên tục túc trực bên cạnh để chăm sóc động viên ông xã ở thời điểm nghệ sĩ công lý phải nhập viện cấp cứu bà xã của anh từng tâm sự rằng cô gặp khá nhiều khó khăn thậm chí còn phải đối diện với vấn đề kinh tế tuy nhiên anh vẫn cần thời gian điều trị luyện tập để sức khỏe hồi phục bình thường anh vẫn phải tiếp tục nhờ các bác sĩ vẫn đến nhà tập vật lý trị liệu. Điều đáng mừng là nghệ sĩ nhân dân Công Lý đã có thể tự đi lại và dần trở lại với các dự án nghệ thuật. Tuy nhiên anh vẫn cần thời gian điều trị, luyện tập để sức khỏe hồi phục bình thường. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.